Kinh đồ lính Mỹ, xin chào các bác. Hôm nay chủ nhật, ngày mùng 2 tháng 7. Cũng như mọi hôm, hôm nay em lại lên với các bác đồ lính tổng hợp. Có gì lên đó nghe các bác. Và các bác chọn được mã nào, gọi điện hoặc nhắn qua Zalo cho em 0903 14 59 65. Em ship hàng toàn quốc nghe các bác. Nhận hàng, kiểm tra, thanh toán. Và em lên luôn nghe các bác. Hôm nay em lên luôn. Đầu tiên em lên một bộ Navy ha, một bộ Navy. Một bộ Hải quân Mỹ nha các bác. Bộ xanh Navy. Cái này bữa hôm em cũng có lên một bộ. Thì cũng bữa nay có thêm một bộ nữa. Cái quần là size medium regular. Medium regular. Rồi. Độ mới nó phải 94% trở lên đấy nha các bác. Độ mới còn khá cao. Độ mới phải 94%. Không lỗi lầm lủng rách. Khóa IKK. Chuẩn cấp phát nha. Nó là đời sau này nha các bác. Đời 2007. SBM 1C107 ha. Rồi. Tức là từ 2006 2007 gì đó, trở về sau thì nó thay đổi từ SBO sang SBM nha các bác. Tức là những cái ký tự của trong quân đội ha. Tức là các bác nhìn biết hàng cấp phát hay không thì nó phải có những cái ký tự này nha. Và đời của nó là đời 2007 ha. Chuẩn cấp phát lính Mỹ năm 2007 nha các bác. Size medium regular. Rồi. Thùng hai bên nha. Có thùng hai bên. Rồi. Có đắp mông nha các bác. Rồi, không lỗi lầm, không dơ bẩn nha các bác. Độ mới 94%. Rồi, và áo thì nó mới hơn. Áo thì độ mới nó phải 97% đi các bác. Mới cứng, áo là mới cứng luôn đấy. Thậm chí nó còn hơn nữa nha. Thậm chí là nó hơn, nhưng mà tương em cứ báo vậy thôi. Tầm 97% thôi. Nói chung là rất là mới, cái áo rất là mới. Nói chung nó tỷ lệ thì nó cũng không chênh lệch mấy đó nghe các bác. Tỷ lệ thì nó tầm 80 thôi. Đó, không chênh lệch mấy ha. Tất nhiên cái quần thì nó đã sử dụng rồi. Rồi, USN. Chuẩn cấp phát nha các bác, là cái quần cái áo. Cái áo thì lại là size large, ít short nha các bác. Ít short có nghĩa là nó ngắn ha. Large ít short. Cho nên là cũng size nó ngắn. Không dài đâu nha các bác. Rồi và đây cùng đời luôn nha các bác. Cùng đời 2007 luôn. Cùng đời luôn nha. Áo quần cùng đời. Nhưng mà áo là size large, ít short. Còn quần là size medium, regular. Chuẩn cấp phát lính Mỹ. Rồi tem còn đầy đủ ha. Tem Navy. Rồi. Ok hết nha. Không tì vết nha các bác. Áo còn mới lắm. Túi tay đầy đủ. Size large nhưng mà thường mấy dòng này cái áo size large thì nó cũng không to lắm đâu. Các bác tầm 75 đến 85 cân. Hoặc là 70 cân cũng được nữa. Ít short thì nó ngắn cho nên là các bác tầm 1m72 đổ lại ha. 72, 73 vẫn được các bác. Và các bác từ đúng ra 75 đến 85 cân. Bác nào thích rộng rãi thì có thể. Nói chung cỡ như em thì mang hơi rộng luôn. Nói chung là đẹp từ 75 đến 85 cân nha. Rồi. Hoặc là cái này có nếu mà các bác rộng có thể bóp đẹp được. Mặc dù nó lịch size nha. Cái áo nó to, size to hơn cái quần một size. Nhưng mà em bán nguyên bộ nha. Không tách lẻ nha các bác. Không tách lẻ ha. Tại cũng khó lắm mới ghép được một bộ nó gần như tương đồng như thế này. Ok. Ok nghe các bác. Rồi, nói chung là áo còn mới lắm nha các bác. Cái quần đây. Ủa, hai túi hai bên. Mấy cái này thì nó như nhau hết thôi. Quần Navy thì nó như nhau thôi. Rồi, không tì vết luôn nghe các bác. Em đo. Size đẹp đấy các bác. Cái này
Để lỏng thì nó 84 ha, 84 85, mà kéo căng ra thì nó tới 94. Nói chung eo các bác tầm 88 92 là đẹp nhất ha. 88 đến 92 là đẹp nhất. Rồi dài 113. Dài 113. Ống 23. Quần cũng độ mới cũng khá cao đấy nha các bác. Nó không bằng cái áo thôi chứ còn cả cái bộ độ mới đều cao. Em bán 650 ngàn ha, như bộ cách đây 2 hôm em lên. Bằng giá bộ trước nha các bác. Rồi, vai 51. Tay 62. Và dài. Dài 71 nha các bác. Rồi. Mã số 854. Em bán 650 ngàn nha. Cả bộ nha các bác. Nguyên bộ ha. Giá rất là hợp lý. Đầu lại. Rồi không tách lẻ nha. Em không tách lẻ nha các bác. Em bán nguyên bộ. Rồi cái thứ nhất. Tiếp theo em lên. Áo kaki tem vàng nha. Em nhớ có nguyên bộ. Rồi kệ nó đi, em lên lẻ đi. Cái này nó không đồng bộ đâu. Ủa em nhớ. Em nhớ còn cái quần đâu ta. Rồi. Kệ nó đi, các bác lên áo đi ha. Cái quần nó đâu rồi á. Áo kaki tem vàng, độ mới cao. Bộ tem còn tuyên theo áo nha các bác. Bộ tem không quân. Rồi các bác dưới 65 cân. 55 đến 65 cân nha các bác. Rồi dưới 1m65 luôn nha. Dưới mấy 64 đi. 55 đến 65 cân. 65 này hơi ôm, nói chung là 53 đến 63 cân thôi. Và cao dưới mấy 63 ha, cũng mét 53 đến mét 63 luôn. Size nhỏ nha các bác, độ mới cao, mới lắm nha các bác. Độ mới nó phải 9 trên 95%, 95 đến 96%, nhưng chỗ này nó bị dính gì một vài chấm ở đây. Dính gì vậy các bác? Cũng nhỏ thôi nghe, giống như mực nghe các bác. Rồi bộ tem không quân bên này cũng vậy, hai chấm đó. Rồi, cái đó nhỏ thôi. Rồi tem đầy đủ, ok. Độ mới 95%, nếu không tính cái vết dơ nha. Để hồi em coi lại cái vết dơ em bảo. Size 14 thôi nghe các bác. Size 14 1/2. Nhưng cho 31 ha. Cổ nó chưa có nếp mồ hôi luôn nha các bác. Cổ nó chưa có dấu vết luôn nha. Tem còn rõ ràng. Đời 87 nha. Chuẩn cấp phát đến Mỹ năm 87 ha. Nhà thầu. Nhà thầu gì? Nhà thầu Router Red MFG. Rồi. Không rách lủng nha các bác, không. Nói chung là độ mới cao, không tì vết ngoại trừ. Không tì vết mà còn ngoại trừ. Nói chung là độ mới cao, có tì vết nha các bác, tì vết như sau. Rồi. Đây, mấy cái này không biết giặt ra không? Cái này em nghĩ vết mực đó các bác. Em nghĩ chắc không có khó ra nha. Hoặc là không ra. Nhưng mà nó nhỏ thôi, đây. Nó nhỏ thôi các bác. Đây này nha. Nói chung là có lỗi gì em báo cái lỗi đó hết nha các bác. Cho nên là các bác yên tâm là nó sẽ không phát sinh thêm lỗi khi các bác nhận áo nha. Tức là hàng em báo lỗi rất là kỹ. Đây nè, xíu xíu đây nè. Nói chung là cũng nhỏ thôi. Quan trọng là size đẹp và cái bộ tem đẹp nha các bác.
đây này, chủ yếu là bị hai cái tay này, nó cũng bên em này báo rồi đúng không, bên này đây đó, đây bên bây giờ tay bên phải này, một chấm nè, hai chấm nè, ba chấm ha, nó cũng nhỏ thôi, thực tế là nó nhỏ thôi. Rồi bên tay bên trái cũng vậy, một chấm, hai chấm, ba chấm luôn, ở dưới đâu đây một chấm đó, nhỏ thôi. Còn cái thân thì không vấn đề nha, thân thì một chấm ngay túi đó, xíu đây này, nhỏ thôi. Này không biết giặt ra hay không nhưng mà nó cũng nhỏ thôi, chứ quan trọng cái áo nó còn phải 95% nữa nha các bác. À, sau lưng là không tì vết nha, quan trọng là size đẹp và bộ tem đẹp nha. Rồi cũng nói còn bác không thích thì về cắt tay ngắn, tem này dời lên chút ngay đây, che này lại, ví dụ vậy ha. Rồi quan trọng là size đẹp, bộ tem đẹp nha các bác. Mặc dù nó có vài lỗ chấm nhỏ nhỏ nhưng mà em vẫn bán giá cũng ấy thật, chứ cũng không phải vì cái lỗi nhỏ, tại cái này nó nhỏ đó cho nên chắc cũng không vấn đề. Em bán 400.000, 400.000 nha các bác. Cái size đẹp, vai 40.5, tay 60 và dài 72 nha các bác, mã số 855, 400k. Rồi tiếp theo em lên một cái áo ngủ nha các bác. Cái áo form nó giống áo combat nhưng mà này nó là hàng cấp phát cho lính Mỹ, nhưng mà cái này nó là áo dạng áo để mặc ấm, để lót ngủ nha các bác, tức là áo mặc ngủ, nói chung là vậy ha. Nhưng mà mình mặc đi chơi vẫn tốt. Rồi này size medium nha các bác, size đẹp nha, chuẩn cấp phát lính Mỹ nha các bác, năm 2003 ha. Cái này nó mới cứng, chưa sử dụng đó các bác. Bởi vì cái vải này nó nhược điểm của nó là nó xù lông. Chất vải nó bằng nỉ cao á các bác, bên trong nó lớp bông này. Bên ngoài thì đây, nhưng mà các bác mặc nhiều nó sẽ xù lông nha, chú ý. Cái này thì em nghĩ chắc chưa sử dụng đâu, nếu mà sử dụng nhiều thì mấy cái áo nhiều cái rồi, sử dụng nhiều lông nó xù dữ lắm. Cái này có sử dụng nhưng chắc mặc lướt lướt thôi. Cũng đó, sử dụng nhiều nó sẽ xù nha. Cái này chắc có mang nó hơi xù nhẹ nhẹ đấy, tí có sử dụng rồi nghe các bác. Rồi cứ cho 95% này ha. Rồi hàng cấp phát nha các bác, và đây là đồ ngủ nha, đồ ngủ mùa đông mặc ấm thôi, đại khái vậy đó, hoặc là mặc nó mặc lót bên trong nhưng mà size medium, nhưng mà cảm giác thấy nhỏ các bác, cũng size nhỏ cũng hiếm nha. Cái này từ trước em về cũng nhiều lắm, tí vải nó bị xù lông nhiều em không có lên. Cái này thì cái còn đẹp, và size nhỏ đẹp nha các bác. Các bác để kéo kính đây cũng được ha, hoặc là cái này tầm dưới 60 cân thôi các bác, dưới 60 cân và dưới 1m6 ha. Rồi hàng cấp phát nha các bác, chuẩn cấp phát lính Mỹ đấy. Này em bán 300.000 đi ha, 300.000, đồ mới cao, tay nó dơ này, dơ giặt chắc chắn ra nha, còn lại thì cũng chưa xù lông đâu nha các bác. Nhưng mà cái này các bác chú ý là mặc một thời gian nó sẽ xù lông đấy. Cái vải này, cái hàng này thì em bán nhiều rồi thì em biết ha, nhưng mà cái này hiện giờ còn tốt, mặc một thời gian nó sẽ xù lông ha. Và quan trọng là cái size đẹp các bác, size medium ha. Này hồi trước toàn size to thì nhiều, size nhỏ cũng hiếm nha. Dưới 1m6 và dưới 60 cân, 300.000 đồng. Tay ráp lăng cho nên em không có đo. Dài 67 nha các bác, dài 67. Ngang ngực. Ủa, ngang ngực cũng rộng rãi luôn các bác, ngang ngực tới 54 lận á. Bác nào thích mặc ôm hay tầm 65 68 cân cũng được. Như em nãy mặc hơi ôm thì các bác có thể hình dung ra ha, em 68 cân và cao 1m68, mã số 856, 300.000 đồng, độ mới cao nha.
Rồi, tiếp theo. Tiếp theo em lên với các bác một cái áo 3 đùi xuyên. Ồ, cái này màu đẹp đấy các bác. Màu này gọi là màu giống màu xanh cổ vịt đấy các bác. Chất liệu bằng wood nha, tức là nó dệt từ sợi lông cừu đấy các bác. Đây các bác nhìn cái chất vải đây. Chất vải ok nha, màu màu xanh cổ vịt nha. Cái này hiếm, à, cũng màu này hiếm nha các bác, lần đầu tiên em cũng thấy đó. Màu này. Này phải Canada. Phải Canada không ta? Nhìn cái tem giống giống nha. Rồi, size 7348 à 7340. Rồi. Đời 85 nha các bác. 100% wood á, tức là có thể bằng sợi len đó nghe các bác. Tức là sợi len, tức là dệt từ sợi lông của con cừu ha. Tháng 12 năm 1985. Tem này của đồ Canada nha các bác. Nhiệt độ không quá 150 độ C ha, ủi. Ủi không quá 150 độ C. Chuẩn cấp phát cho lính Canada nha các bác. Năm 1985. Hai lớp nút xe cua, nút phụ vẫn còn nha. Lót tháo rời nha các bác. Lót khóa kéo tháo rời. Cái tem ha, nhìn cái tem thì là biết của Canada. Khóa tháo rời được nghe các bác. Rồi. Chỗ này nó hở đường chỉ tí thôi. Cái này các bác lấy đem đạp lại cho, hoặc là về các bác khâu lại với em ha. Này không vấn đề. Nó tụt chỉ thôi nha. Nó tụt chỉ cái dây kéo bên trong này. Em sẽ đạp, em nhớ thì em sẽ đạp cho các bác. Còn cái lót tháo rời được ha. Ủa, cái lót lụa, cái màu màu này màu gọi là màu gì bác? Màu mắm ruốc đúng không? Màu mắm ruốc đúng đúng luôn đó các bác. Và đây cái tem của nó, cái trong các cửa hàng store bên nó bán nha các bác. Cũng cửa hàng hàng bán đồ lính bên đấy đấy. Nó bán giá 48 đồng 49. Tức là 48.5 đô. Là bao nhiêu các bác? Xem size ít lát nha. Đó, nói chung là cái store thì nó bán giá đó, còn nó về tới đây thì giá về phí vận chuyển nha các bác, phí vận chuyển, phí thông quan nó sẽ nâng giá lên nha các bác. Rồi, ồ, cái này nó đơn giản thôi, mấy bác lớn tuổi có sẽ thích cái này, và quan trọng cái màu nó hiếm nha các bác, màu xanh cổ vịt. Và thêm một cái nữa là hàng cấp phát nha, chuẩn cấp phát cho lính Canada năm 1985. Lót tháo rời được nha các bác. Size từ các bác thích mặc thoải mái thì cỡ như em 68 cân ha. Còn các bác thích vừa vặn thì 75 đến 80 cân. Nói chung là nếu mà đẹp từ 65 đúng rồi, từ 65 cũng được đến 80 cân. 65 đến 70 thì có thể mặc thêm một cái áo dày bên trong ha. Từ 70 đến 80 cân thì mặc cái áo mỏng bên trong là vừa đẹp. Rồi, ok nghe các bác. Chung 80 cân thì nó sẽ hơi ôm đấy nghe các bác. Tầm 75 kg tụi lại là đẹp. 80 thì mặc áo bên trong mỏng thôi. Rồi đơn giản thôi, rất là đơn giản ha. Có nút nó che nút nha các bác, nút che. Các bác có thể gài kính lên. Ok. Đơn giản thôi, nhưng mà đồ mới cao nha, cái vải ok dày dặn lắm. Vải lông cừu đấy nghe, dệt từ sợi lông của con cừu nghe các bác. Ok, đơn giản thôi. Đó, và quan trọng là cái màu nó đẹp. Size cũng đẹp. À, kiểu dáng thì rất là đơn giản và chuẩn hàng cấp phát lính Canada. Ok, bác nào phù hợp thấy ưng cái bụng thì chốt con này cho em bán 900 ngàn, giá rất hợp lý nha các bác. Hàng cấp phát cho lính Canada nha, không phải hàng thương mại nha các bác. Và nó có cả một cái lót phụ các bác gỡ ra. Độ mới rất là cao, 96%. Không tì vết nha các bác. Để em kiểm tra lại một lần nữa. Tay không tì vết. Ồ, cái này. Cái này đẹp các bác. Theo em thấy thì nó đẹp. Nó đơn giản thôi. Bác nào thích đơn giản thì chốt cái này.
và cái màu cũng đẹp. Tất nhiên là có bác sẽ thích màu này và có bác không thích. Bác nào thích thì alo cho em. Cầu vai đầy đủ ha, đơn giản thôi. Rồi không tì vết nha các bác, không một lỗi nhỏ, không một vết bẩn. Đồ mới. Độ mới rất là cao luôn. Em cứ báo chung là 96% đi ha. Nút nó có cái lồng đèn bên trong nha các bác. Nút nó đính nó có cái lồng đèn bên trong nữa nha, khá là chất lượng đấy. Cái áo 2 kg. Và nó là áo Canada nha, tem này là tem của Canada, lính Canada. Chuẩn cấp phát lính Canada năm 1985 tháng 12 nha. Đây, Canada nha các bác. Cái này em nghĩ là hàng cấp phát đấy, cái tem này là tem hàng cấp phát. Tại thường lính Canada thì em không rành lắm, nhưng mà em nghĩ thế ha, chắc là đúng đấy. Thường nó ghi cả đời thì nó chắc thì phần lớn là nó hàng cấp phát. Rồi em đo. Cái này giá hợp lý các bác. Rồi, cái thước dây này nó lại đi đâu rồi các bác? Hơi chậm đúng không các bác? Bao nhiêu phút rồi? 12 phút rồi, sớm rồi. Vai 48. Vai 48. Tay 68 nha các bác. Và dài. À, dài 114 nha. Kiểu mùa này thì nó nóng. Nhưng mà cứ lên có gì lên đó thôi các bác. Nhiều khi vào mùa, nhiều khi bây giờ ngược mùa có thể nó sẽ khó bán, nhưng mà vào mùa thì nhiều khi không biết có giống vậy hay không ha. Cho nên là cứ có là em lên thôi. 900.000, mã số 857. Rồi tiếp theo. Tiếp theo em lên. Rồi lên một cái áo Thụy Điển đây. Một cái áo Thụy Điển nha các bác, lính Thụy Điển. Đời 74 nha. Đời 74, lính Thụy Điển. Thường đồ Thụy Điển thì cái vải nó đã lắm các bác. Cái chiếc vải nó ok lắm nha. Cái cổ thì nó dơ. Cái cổ nó dơ nha các bác. Cái cổ nó dơ nha. Cái này vừa đứt thôi, nhưng mà cái vết bước đứt này thì nó lâu ngày thì cho nên là các bác phải ngâm cho em một ngày đi. Ngâm nước ấm cho em một ngày giặt thì nó ra, nó sẽ ra nha. Bước đứt thôi. Rồi đây nữa nha. Nói chung là phần lớn là vừa đứt nha các bác, chứ độ mới nó cũng phải 94-95%. Màu nó xanh lè luôn các bác. Xanh lắm nha. Các bác nhìn mấy cái vết đứt này. Mấy cái này các bác giặt chịu khó ngâm một ngày đi cho nó mềm, mấy cái vết đứt thì mình giặt nó sẽ dễ ra hơn. Đây nữa. Đó. Đây nghe các bác, nói chung là nó dơ đứt thôi, còn lại độ mới cũng khá cao đấy. Đây, nó dơ. Cái vết trắng trắng này thì không biết có ra hay không, còn cái này đứt thì nó sẽ ra đấy. Rồi về các bác chịu khó giặt giùm em. Rồi em bán giá dơ đây nha. Nói chung mấy cái đó thì dơ đứt thôi. Cái vết trắng trắng này thì không biết đứt hay là gì, không em không dám chắc thôi nha. Rồi mấy ụt nút cũng đã. Có cả cái đuôi nha các bác. Nó có cả cái đuôi ha, các bác không thích sử dụng đuôi các bác móc vô đây. Đó. Cái này là để mình móc qua phía trước nha các bác. Tức là móc qua phía trước nó gài vô cái nút này. Hai bên nó có hai một nút đây. Lính Thụy Điển nha các bác. Áo lính Thụy Điển đời 74, có túi trong. Túi ngoài hai túi xéo. Rồi các bác tầm nói chung là phải 73 đến 85 cơ nha. Nếu mà đẹp thì 75 và 73 cũng hơi rộng. 75 đến 85 cơ. Cao 1m67, 67 trở lên. 1m67 đến 1m77. Vải đã lắm, cái vải này nó ok lắm các bác. Đồ Thụy Điển được cái chất vải rất là ok nha. Rồi. Ok. Đó. Cái đuôi này các bác móc phía trước ra, phía trước nó gài ở đây để mình đi nó khỏi bị hất cái áo lên, nhưng mà không cần thiết sao ha. Rồi
đắp rồi đầy đủ nha, có điều dưa đứt thôi. Về các bác chịu khó giặt thì em bán giá 350.000, giá hợp lý. Cái này nói chung là em lười giặt thôi, chứ còn về các bác chịu khó giặt giùm em. Vai 50, tay 62 và dài 82 nha các bác, nó có cả hai cái túi phía sau nha. Cái vải nó ok lắm, nói chung là cái áo cái vải ok ha. Rồi em bán 350.000, nó chỉ dơ thôi nha, chứ không rách lũng nha các bác. Độ mới cũng khá cao, mã số 858, 350.000. Tiếp theo em lên áo măng tô các bác, cái áo măng tô nghe, mới cứng luôn, cái này mới cứng luôn nha các bác. Đây, cái chất vải ok lắm nha, chất vải mới cứng chưa rớt nước là có đó nha. Để em chút hồi em sẽ coi kỹ. Đây các bác nhìn cái chất vải nè, chất vải ok ha. Cái dây gì đây các bác, dây này về tháo đó thôi. Cái áo này bữa giờ em thấy cũng nhiều, nó có hai thanh kiếm, hộp nút nó có hai cái thanh kiếm này nha. Nó mới lắm nghe các bác. Rồi đây, trong này nó có cái dây thì chắc để gắn cái lót nè. Còn cái này nó không có lót nha, nút gì tùm lum trong này nè các bác. Rồi này nó dính gì cho trong á, này nó dính bên trong đây nghe các bác, bên trong nó dính gì ấy. Này về giặt giùm em thôi, cái này thì bên trong thôi nha, không phải bên ngoài không vấn đề, nói chung là do bảo quản hay do gì thôi, chứ cái này nó mới lắm. Cái này nó còn cái dây đeo táp thì phải nè, nhưng mà nó rớt cái táp đâu rồi. Nó còn cái này nó dính gì thôi nha, nó dính cái gì nghe các bác, giống như hoen rỉ thôi nha, nhưng mà bên trong bên ngoài không bị nha các bác. Chú ý là cái này nó hai lớp, chú ý là hai lớp nha. Cái áo này nó chưa sử dụng đâu, áo này mới nha. Cái này vết hoen rỉ chứ không phải là cái gì đâu nghe, không nghe các bác, giống như vết hoen rỉ thôi. Nhưng mà bên trong ha, nó chỉ dính về các bác giặt thôi em, còn bên ngoài không một tì vết nha. Cái áo nó mới cứng đó nha các bác. Rồi đây, Otavan Chebon hả. Ồ cái này khá là hay đấy, cũng độc lạ. Nói chung là cái áo châu Âu nha các bác. Dây rút eo, dây rút lai đầy đủ. Đây mọc đây. Rồi. Nó cái này đúng của nó có thêm cái lớp lót này. Nhưng mà nó mất cái lót rồi. Mất cái lót rồi nghe các bác. Rồi còn lại nó mới cứng luôn. Cái này nó cái này khi nó bảo quản cái này nó mang nhện nha các bác. Này mang nhện. Đó. Không phải bông gòn hay gì đâu, màng nhện nó lóng thôi. Nói chung lâu ngày do bảo quản thôi, còn lại là mới cứng nha. Cái chất vải cảm giác nó vẫn còn cái lớp hồ đấy, chưa rớt nước là có đó nha. Nói chung là do bảo quản thôi, bên trong nó dính cái gì giống như hoen rỉ thôi nha các bác. Ồ, cái này cũng đẹp đấy, dạng áo măng tô, nó có khóa nha. Cái này giống như bữa em có lên cái thì nó có cái này, cái lót bên trong nó bằng lông ha, nhưng mà cái này thì nó không có lót, nó giống y đúng rồi đó. Bữa hôm em có lên một cái lót bằng lông, nhưng mà cái này nó không có lót, nó không có lót nha các bác, nó mất cái lót rồi. Nút gài nè, vừa dây kéo vừa nút gài nha, gài chìm luôn các bác. Rồi tay thì các bác phải cao 1m67-1m68 trở lên, nếu mà dài có thể cắt bớt nha. Rồi, và bề ngang thì nó phải từ 70 đây ha, cái dòng này mặc rộng chút cũng được, nói chung là hơi to 70 thì sẽ hơi rộng nha các bác chú ý, 70 đến 90 95 kg cũng được, nếu mà đẹp từ 75 đến 95 kg, 70 thì sẽ hơi rộng đấy, nó rộng lắm.
nếu mà đúng thì từ 80 đi, 80 đến 95 kg. Nhưng mà dòng măng tô thì các bác mặc rộng một tí cũng được, tại cũng có một số bác là mặc cái áo filaket bên trong ha, rồi mặc khoác cái này bên ngoài thì có thể sẽ rộng hơn thì vẫn được ha. Cho nên là em 68 cân mà một máy 68 thì các bác hình dung được. Cái tay thì em cảm giác nó hơi dài nha, nếu các bác lấy về có thể cắt lên cái tay thôi. Rồi, nhưng mà được cái là nó mới cứng luôn các bác. Ngoại trừ cái một cái vết dơ trong cái phía trong áo thôi, nhưng mà em nghĩ chắc giặt ra mới cứng, gần như chắc chắn là chưa rớt nước nha các bác, gần như chưa sử dụng đấy. Còn cái vết này là do vết bảo quản thôi nha, nó giống như nó hoen rỉ gì thôi, nước hoen rỉ gì nó đổ lên ha. Nhưng mà bên ngoài thì nó không bị, bên ngoài là không tì vết luôn nha các bác. Em bán 600 nghìn. Rồi đây các bác nhìn đó, bể hụt nút nha, nó như vậy thôi, lỗ thông hơi đầy đủ, lỗ thông nít, chất vải khá là ok nha, có dây đầy đủ. 600 nghìn đồng. Rồi cổ các bác bẻ đứng lên được, nó có cái dây đeo mắc qua cầu vai ha. À, cái cầu vai các bác gỡ ra được nha, cái cầu vai của nó đây nha các bác, tức là cái này đụng đấy nó bể rồi các bác. Nó giống y cái áo bữa hôm nữa, nó cũng bể, em thay một lúc. Cái này nó bể rồi. Các bác lấy thì em sẽ lấy hộp nút đại đâu đây này ha. Lấy hộp nút đây em thay qua cho các bác. Này nó bị bể rồi. Được, các bác lấy thì em lấy đại hộp nút đem về qua cho. Chắc cũng không sao đâu. Đó. Cái này các bác gắn quân hàm này vô ha. Các bác thích thì có thể gắn vô, còn không thì rút cái này ra cất bớt được. Rồi các bác lấy thì em đính nút vô cho nha, cho nên là nó chắc cũng không vấn đề đâu các bác. Bên này chắc bỏ luôn, đính nút này cho nó đồng bộ ha. Rồi. Em đo chưa ta? Rồi vai 56 các bác. Tay 66. Và dài. Dài 94 nha, dài 94. Em bán 600 ngàn. Mã số 859. Rồi tiếp theo em lên rồi một cái áo không quân Mỹ lột đầy đủ logo tem không quân nghe các bác. Không quân Mỹ nha, cầu vai cổ bẻ nha, bác chú ý là cổ bẻ. Cái cổ thì nó có vết mồ hôi mờ mờ thôi, cái này về các bác giặt ra nha. Nó mồ hôi thôi. Mồ hôi thôi chứ cũng không phải là vết phai đâu nha các bác. Cái này size 42 lon, 42 lon nha. Thường mấy cái này thì nó có thêm cái lớp lót bên trong, nhưng mà thường là em thấy nó tháo ra hết rồi. Cái này cái lớp lót để nó theo thôi. Chuẩn cấp phát nha, năm 2008 nha các bác, của Thiếu Quân Sinh, Học Viện Không Quân Mỹ nha. Áo này của Học Viện Không Quân Mỹ thì cũng có thể gọi là áo cấp phát cho lính Mỹ đó nha các bác, nhưng mà nó là Học Viện Không Quân chứ không phải là áo tác chiến nha. Rồi bo còn ôm khít như thế này, độ mới 95%. Cổ bẻ cầu vai nha các bác, cổ bẻ cầu vai nữa. Rồi size đẹp 68 đến 68 đến 77 ký. Em 68 cân nha, bác nào thích thoải mái cỡ như em. Còn thích rộng rãi thì tầm thích mặc gọn gàng thì 75 80 cân vẫn được ha. Rồi và cao thì từ 1m65 trở lên. Đó, em kéo thẳng ra thì nó phủ mông được, cho nên các bác 1m75 78 cũng được. Tại cái này nó lon, nó 42 lon, nhưng mà mình mặc thì nó bo lên như thế này. Thì nó vẫn ok ha. Rồi, bộ tem đẹp nha các bác. Tem không quân. Rồi em bán rồi có bộ tem này, em bán 450.000 này ha, 450.000. Khóa nhôm nha,
khóa nhôm nha, chân khóa còn cứng ngắc nha các bác. Khóa IKK. Rồi áo không lỗi lầm tì vết nha các bác, cái cổ thì nó dính dơ mồ hôi thôi. Đó, ngoài ra là ok hết. Cái này giặt ra nha. Giặt ra nha chứ không phải phai đâu nha các bác. Rồi, bộ tem có cầu vai, có dòng, có cổ bẻ nha các bác. Rồi, ok, 450.000 đồng. Mã số 860. Vai 52. Tay 71. Và dài 71 luôn nha các bác. Mã số 860, 450. Các bác đợi em tí nha. Em quên ghi mã số các bác. Hơi mất thời gian nha, tí các bác ha. Rồi, tiếp theo em lên. Em lên rồi, nãy lên không quân, bây giờ em lên hải quân nha các bác. Hải quân Mỹ. Áo hải quân Mỹ. Được rồi, đạn cái gì, cái này đạn nhựa nó đeo táp đấy các bác. Nhưng mà áo thì đã qua sử dụng rồi nha. Cái này size 42 luôn nha các bác, size 42. Này cũng của Thiếu Sinh Quân, Học viện Hải quân Mỹ nha các bác. Cái này nó cũng là cấp phát cho Học viện Hải quân Mỹ ha. Rồi, bo cũng còn ok nha. Màu đen. Size 42. Cái này dài, có vẻ dài rồi. Cái này chắc cũng 42 lon. Rồi các bác cao từ mét, nếu mà đúng ra bo lên thì nó vẫn được thôi. Nhưng mà đúng của nó thì từ mét 7 đến trở lên nha, mét 7 đến mét 8. Đó, em thả ra thì nó cũng phủ mông. Nhưng mà thường mình mặc thì lúc nào nó không bo lên như thế này. Cho nên là các bác cỡ như em mang vẫn được ha. Ok, cả 68 đến 78 cân ha. Nói chung 70 đến 80 cân này nè, 68 cân thì mang hơi rộng. Rồi, ok, túi cổ nghe các bác đầy đủ ha. Rồi, không lỗi lầm tì vết, đồ mới. Đồ mới cũng còn 93-94%, 93.5%. Còn ok nha, không lỗi lầm, mà còn màu còn đen lắm. Còn màu còn rất là đen nha, chưa phai chưa gì đâu nghe các bác. Rồi, ổn hết. Okay, cái này nếu như nó thổi ra thổi vô nhiều nó có vết mồ hôi, hơi ngã ngã tí. Rồi em bán 350.000. 350.000 nha các bác. Chuẩn Hải quân Mỹ nha các bác. Học viện Hải quân Mỹ. Nó giống cái kia là không quân. Còn cái này là hải quân. Vai 51, cái này cổ bo nha. Tay 71. Và dài. Dài 75 nha các bác, 350.000. Mã số 861. Tiếp theo em lên. Cái lót quần các bác. Cái này các bác cái lót quần M65 nha, cái này size lát lon. Lát lon nha các bác. Nó to lắm, size lát lon. Chuẩn cấp phát lính Mỹ năm 72 nha. Size to nha các bác. Rồi. Nhà thầu Kinbon MFG. Cái này nó to lắm, em bán chắc về là các bác lấy vải ra. Vai 59 120 rồi. 120 rồi. Rồi dài 95, em bán 150.000 đi ha.
quần thì có ok, có điều là cái này cái bông gòn nó ấy ra thôi nha. Cái bông gòn nó dính từ qua đường chỉ thôi, còn lại không lỗi lọc. Rồi 150.000, size to nha, em bán về các bác lấy vải thôi, nhiều bác lại thích lấy cái này về may bọc gối rồi này nọ ha, cho nên là em bán vải thôi nha, 150.000. Còn không thì các bác, nếu mà các bác size nhỏ, các bác có thể bóp hai bên lại, bóp hai bên thẳng dưới thôi thì gắn vô cái quần size nhỏ mình được. Nếu mà cái khuy không vừa, một là các bác dời nút, hai các bác chạy thêm khuy thì nó sẽ khớp nha. Rồi hợp lý, giá hợp lý, 150.000, mã số 862 các bác. Lót thì em nhiều lắm, nhưng mà tại mùa này thì nó nóng cho nên em chưa có lên. Rồi cái này mình xay lát này các bác, một cái lót xay lát này, độ mới cao, chuẩn cấp phát luôn. Đây là 200, đề 82 nha các bác. Rồi cái này em bán 300.000. Ủa cái này độ mới cao ha. 95% đấy các bác, dày dặn nha, hàng cấp phát. Cái này đúng là rồi, giá hợp lý các bác, 300.000. Nhưng mà size lát nha các bác, chú ý áo các bác size gì thì các bác gắn vào size đó. Nếu áo các bác size medium thì gắn thì vẫn được đấy, nhưng mà nó sẽ bị dư, mặt nó sẽ dư cái lót bên trong một tí. Rồi em bán 300.000, mã số 863. Tiếp theo em lên áo sơ mi thế chiến nha các bác, hàng xưa đó nha, tức là chiếc áo sơ mi hàng, cái này hàng xưa đấy, hàng cấp phát đấy, mà nó là dạng thời thế chiến, size 15x33 ha, thì nó không cái tên quân lính vậy đây. Rồi còn lại đời thì không biết đời bao nhiêu, nhưng chỉ biết hàng xưa thôi. Đây nó có cả cái yếm bên trong ha, tức là nó dán vô thì để nó, các bác sử dụng cũng được mà không dùng cũng được, tức là để nó che lại thôi. Nhiều khi giống như chống côn trùng rồi nó vô thôi. Cái này kể cả cái này cũng vậy nè, khá là hay. Rồi cái màu nó cỏ úa nha các bác, chất vải nó cũng bằng lông cừu đấy, bằng tóm lại là bằng chất liệu già đi ha, nhưng mà mỏng, già mỏng nên không phải dày dày, tại nó sơ mi. Rồi ok, size đẹp luôn các bác. Rồi các bác cao 1m65, 1m70, rồi nặng cũng 65-70 cân luôn, size đẹp, không lỗi lầm tì vết nha. Cái này hàng xưa đó nha các bác, hàng xưa em bán 300.000. Các bác nhìn hai bên nó xẻ lên khá là hay nha. Còn cái này giống như cái giấy khai sinh nó nằm ở đây mà nó giống như nó bị nhầu hết rồi, nó còn cái miếng trắng thôi. Rồi size đẹp nha các bác, độ mới nó cũng phải cao đấy, nó phải chín, cái màu đấy cỏ úa thôi chứ nó ít nhất nó phải 93%, 93-95 là khỏe đấy. Nói chung là không lỗi lầm. Rồi chỗ này đường chỉ nó hụt hơn nha, nó hụt đường chỉ thôi, có bên ngoài không bị nha các bác. Rồi nói chung là hàng xưa nha, nói chung giá trị sưu tầm cao, em bán cái nhưng mà độ mới nó cũng cao đó, các bác mang ok. Nhưng mà em bán cái hàng như coi như hàng sưu tầm này ha, hàng xưa đấy nha các bác. Đó, bên trong cái này nó gài cái miếng này qua, size 15 đó, nhưng 33, 300.000. Vai 45 thôi bán 250.000 đi, tại em có hai cái em bán đồng giá đi. Tay 58.5. Rồi dài 80 nha, em bán 250.000 đi cho nó nhanh các bác. Mã số 864, 250. Rồi tiếp theo lên cái giống đi vậy nữa đi, em lên hai cái. Cái này nó còn cái tem của nó đây,
Cái này nó là hàng thế chiến đấy nha các bác, hàng rất là xưa rồi đấy. Cái này nó nói chung là thập niên 40 hoặc 50 thôi, đâu trong đó nha, nhưng mà nó cái tem nó hơi nhầu nhầu để không thấy rõ chữ. Cái này hàng thế chiến đấy nha các bác. Rồi cái này cũng size 15 ha, 1/2 nhân 32, cái kia là 15, còn cái này 15 1/2, chắc nó cũng không chênh lệch mấy. Ủa, cái này nó bị lỗi ngay đây nghe các bác, nếu mà các bác có tem đắp vô thì ngon. Cái kia thì nó không có lỗi, còn cái này nữa một lỗi ngay đó. Hai con thì đồ mới nó ngang nhau thôi. Rồi cái này về các bác có tem gọi vô. Rồi nó gần như nhau đây, cái này có vẻ nó rộng hơn xíu. Cái này các bác 65 đến 75 cân. Rồi cũng cao 1m7 đổ lại thôi nghe các bác. 1m7 đổ lại. Rồi, lỗi một lỗi duy nhất là ngay cái tay. Nếu về mà các bác có tem đắp vô được thì ngon. Hàng xưa nghe, nói chung em bán giá trị sưu tầm. Có cái tem đắp vô đây là ngon nha. Rồi, một lỗi duy nhất ở đây thôi, còn lại cũng độ mới cao. Rồi em bán 150.000 đi ha. Rồi vai 48. Tay có vẻ nó ngắn hơn cái kia chút nha, tay chỉ có 57.5 thôi. Và dài. Dài 84 các bác. 150.000, mã số 865. 150. Rồi tiếp theo. Rồi em lên một cái size lát nè các bác. Một cái lót mờ số lòng. Size lát mới cứng luôn. Màu xám nha, màu xám thì các bác gắn vào áo sa mạc cũng được. Sa mạc, ô liu, rằn ri, ACU đều được ha. Rồi cái này đời sau này thì có vẻ nó dày dặn hơn. Cũng hàng cấp phát nha các bác, chuẩn cấp phát năm 2004. Rồi mới cứng luôn các bác, cũng mới, cái này mới cứng luôn đấy. Rồi bán 300.000, 300.000 nha các bác, mã số 866. Mới gần như chưa sử dụng nha, mới tinh luôn đó các bác, giá hợp lý 300.000 đồng. Các bác có thể làm lót hoặc là có thể mặc không cũng được nha. Đời sau này thì mình có thể mặc không cũng khá là hay ha. Tại vì đời sau nó có thêm cái nút gì cho mình gài đó. Mặc hoặc là mặc ngủ cũng được đó. Nhưng mà đúng của nó là cái lót áo 1065 nha các bác. Rồi giá hợp lý 300.000. Tiếp theo một cái sơ mi dạ các bác, cái này mới cứng luôn các bác, mà hàng xưa nha, cái này hàng Triều Tiên nha các bác, cái này lỗ gắn kính râm hoặc viết mới lắm nha các bác. Ủa, rất là mới luôn, có điều cái cổ nó hơi dơ dơ nè, nó dính dơ cái gì đây nè các bác thấy không, nó bị dơ nha đó, cái vết dơ này không biết có ra hay không nha, em không dám chắc đâu nha, nhưng mà khả năng ra cao. Nhưng mà khi các bác mang thì khi bẻ ra thì bên ngoài nó không thấy nha, bên ngoài nó không dơ, nó chỉ dơ cái phần trong bên trong cái cổ thôi. Cái này rồi tem in nha các bác, cái tem in là màu cam đó, cái này là hàng Triều Tiên nha. Và thường đời sau này thì nó không có cái đô, hàng Triều Tiên thì nó có cái đô này, mới lắm các bác, rất là mới luôn đấy. Mới cứng luôn đó nha, em cứ cho hơi nhăn tí, hàng khui kiện thì nó hơi nhăn thôi. Hàng sơ mi dạ nghe quá, chất vải dạ nha, màu đậm màu nha, mới, rất là mới, 96%, cứ cho 96% đi, thực tế nó mới hơn nhiều. Rồi nút dẹp nghe các bác, nút dẹp nâu nha, hàng Triều Tiên nha các bác. Cái này còn mới lắm các bác, không lỗi lầm, nó dơ cái cổ thì chắc cũng không vấn đề, em vẫn bán giá đó thôi. Nó có dơ hay không dơ
bởi vì nó bên trong thôi, cho nên là với lại có thể giặt ra, cho nên là vẫn vẫn vậy thôi. Nếu không dơ, à nếu như em cái này em bán $450.000 ha. Cái này nếu mà không dơ, nếu cái cổ không dơ nghe các bác, thì em vẫn bán 450.000. Nhưng vì nó dơ cho nên em vẫn bán 450.000 nghe các bác. Bởi vì nó, nếu mà mặc vậy thì ở bên trong ngoài không sao ha, nó chỉ dơ bên trong cái cổ thôi. Nhưng mà khả năng ra cao nha. Em thì em không dám chắc, nhưng mà khả năng ra cao, nó cũng mờ thôi. Tất nhiên là nó áo nó có sao mình phải báo rõ cho các bác thôi. Chứ thực tế khi các bác bẻ ra thì đây, nó nằm bên trong cái cổ. Rồi, mới lắm. Nói chung vậy đi ha. Sơn bi già nghe các bác. Đây, chiếc vải đây. Sơn bi già dày nha. Rồi, em đo 450.000. Rồi vai 47, tay 61 và dài 69 nha các bác. Dài 68.5, chưa được 69. Rồi, 450.000. Mã số 867. Rồi tiếp theo em lên một bữa giờ cũng nhiều bác hỏi áo pilot nhưng mà em chưa có soạn, mà có cái gì em lên cho đó thôi. Cái này em lên một con pilot chuẩn Mỹ nha các bác, màu ô liu. Áo pilot chuẩn Mỹ nha, màu ô liu. Bo là còn ngon nha, bo ôm khít như thế này, bo tròn nha các bác, bo 2 tầng nha. Rồi, nhưng mà size to, lót cam, màu cam đậm. Cái này nó chuẩn Mỹ, khóa ID luôn nha, cũng là thập niên 90 đó nha các bác, nhưng mà nó không phải của Alpha. Rồi các bác từ 80 đến 90 kg. Nói chung là phải 85 đến 100 cân. 85 đến 100 cân được các bác. Có điều là size hơi to thôi, chứ còn là áo màu ok lắm nha. Cái vải này thì nó hơi có độ láng nha các bác. Cái này chuẩn Mỹ nha, chuẩn Mỹ. Chung là các bác từ 80 đến 100 kg là đẹp. Size 2X lát này. Size 2X lát nha các bác. Của hãng Corin nha, thương hiệu Corin. Tiếp MA1 nha, tất nhiên nó là hàng thương mại thôi, nhưng mà nó là Made in USA. Nó sản xuất thập niên 90 ha. Sản xuất tại Mỹ và size XL, cái này nó hơi bị tuột tí. Hàng Mỹ nha, nói chung là pilot Mỹ thập niên 90. Có điều là size to thôi, bo còn khá ok nha. Bo còn khá ok, bo thì không lỗi. Áo thì nó cũng còn khá ha, trên 90%. Rồi, nói chung là nó cũng khá nha. Nhiều khi cái vải nó bị xước xước một vài chấm này, nhỏ nhỏ đây. Nhưng mà nó là khóa talon nha các bác. Khóa talon luôn nha. Các bác thấy không? Khóa talon. Đạn nhựa không có. Cái này nó bị dính nè. Một vết nha các bác. Vết mực ở đây. Cái này thì chắc không ra đâu nha, nhưng mà cũng nhỏ thôi, nó giống như viết lông các bác, nhưng mà nói chung không biết có cách nào xử lý ra hay không nè, không biết nha. Hai chấm ngay đây thôi đó, nếu lỗi nghiêm trọng nên nó chỉ vậy thôi. Và quan trọng túi tay là talon và khóa chính là ID nha, khóa chính ID. Rồi, và cái lớp sơn nó vẫn còn đây nha, lớp sơn khóa vẫn còn. Rồi còn lại là ok nghe các bác, lót cam, màu cam đậm. Lớp ở giữa có lớp bông ha, vừa phải không dày lắm. Rồi, nói chung dính mực ngay tay đó thôi.
quan trọng là chuẩn Mỹ nha, tất nhiên là hàng thương mại thôi. Các bác chú ý là hàng Pilot là nếu hàng cấp phát nó phải có đời. Và đây thêm một lỗi ở đây này, đây nghe các bác, một lỗi ở đây này. Hơi tiếc tí ha, nhưng mà cũng nhỏ thôi, nhưng mà còn lại là áo ổn, em bán 800.000 đồng nha các bác, giá hợp lý, có điều tại size to thôi, chứ còn còn lại là khá ổn, có một vài lỗi nhỏ đó như em đã báo nha, vai 58, quan trọng là chuẩn Mỹ, tay 73 và dài 67 nha các bác, 800.000 đồng, mã số 868. Tiếp theo chắc em lên một hai cái nữa, em nghĩ các bác vừa một tiếng rồi. Rồi em lên một cái sơ mi Pháp, áo sơ mi Pháp nghe các bác. Cái áo Pháp thì cái màu nó giống như màu nòng súng á. Màu nó vậy thôi chứ còn là đồ mới cũng khá cao đó nghe các bác, đồ mới nó phải 93% đấy. Có điều cái màu nó lì lì vậy thôi, cảm giác cái màu nó không được tươi thôi, chứ còn lại đồ mới cũng khá cao nha, 93%. Rồi, nó bị một cái khuyết điểm là mất một hộp nút nha. Để em coi có nút dự phòng không. KLU hả? Này chắc của Pháp đúng không các bác? Rồi, này còn ok, không lỗi lầm tì vết nha. Nó chỉ bị mất một hộp nút. Để mà các lấy để em coi có chỗ nào thay được nút qua không. Mất một nút tiếc hả? Rồi một á, các bác lấy em thay hết vài nút cho các bác. Nếu các bác lấy em, một là em có nút em thay vô ha, còn hai là em thay hết nguyên bộ nút mới cho các bác luôn. Nếu mà thay hết bộ nút thì nó hơi mất công ha. Hoặc là có thể gỡ hộp nút ở đâu. Thường mình cái hộp trên này mình ít xài nè các bác, có thể dời xuống ha. Nói chung là các bác chốt thì các bác muốn thế nào thì em sẽ xử lý cho các bác như thế ấy nha. Tóm lại thì vậy đi. Rồi, các bác từ 68 đến 78 cân ha, cao 1m65 trở lên, 1m65 đến 1m75. Cái line này thì nó hơi dài nha. Độ mới khá cao đấy, cái màu nó vậy thôi nha, chứ độ mới nó khá cao. Rồi. Ok nha các bác, Pháp đúng không? Này lá cờ Pháp đúng không các bác? Rồi cái này rồi nó bị dơ tí xíu, cái này ra nha, cái này bao ra cho các bác nha, dính dơ gì thôi, ra nghe các bác. Rồi cũng khá ok đấy ha, cái này bán bao nhiêu hợp lý đây các bác, bán bao nhiêu các bác? Rồi em bán cũng ok đấy chứ, còn mới lắm chứ đúng không? Rồi em bán 250.000, mã số 869 nha các bác, 250. Rồi vai 47, tay 64 nha. Dài 80. Rồi 250.000, tức là em sẽ bao xử lý nút cho các bác nha. Em nghĩ là chắc dời hộp nút này xuống thôi là được, tại che hộp trên này đâu ai xài đâu. Chứ còn thay hết vàng nút thì chắc em không thay đâu nha. Thay lâu lắm, mất công lắm. Cái một hộp nút dời xuống thôi là ổn, nó không vấn đề đâu. Nếu các bác lấy thì em đính cho, còn không thì về các bác đính giùm em nha. Rồi mã số 869. Em lên được không các bác?
còn cái quần này, ủa cái quần này còn đẹp mà sao không ai chốt ta? Cái này bữa em lên rồi nè. Của hãng Rubber nghe các bác. Hãng Rubber nghe. Thương hiệu này rất là lớn nghe các bác. Rồi. Nó chất vải caro nha. Chất vải caro, cái màu nó là màu xanh than nha các bác, xanh đen đấy. Chất vải caro nha, chất vải ok nha. Nó may khá là chất lượng nha các bác. Đây, túi đây, nó có cái đắp mềm miếng đây khá là hay nha. Rồi. Túi đây xài miếng dán nha, túi đánh tròn. Rồi đắp gối đầy đủ nha. Có cái túi ngay trước hai đây, thêm hai cái túi con ngay đây. Rồi, nút cũ khắc Rubber luôn. Khóa IKK. Và cái này là nó có thêm nó dành cho mấy bác có bụng bia nha, nó có tăng giảm này khá là tiện nè. Nó có dây thun bên trong các bác. Các bác thấy không? Cái túi ngay đây. Cho nên là các bác tăng giảm được ha, nó có thun bên trong. Cho nên là đi ngồi uống bia. Ngồi uống bia hơi ha, uống bia hơi là thoải mái không có sợ bị căng cái bụng nha các bác. Rồi, cái này Rubber Canet gì đó, Rubber nha. Made in China ha. Tức là tất nhiên nó là thương hiệu của Mỹ nha các bác. Nhưng mà nó gia công tại China. Đó. Cái lưng này nó có cao su, tức là mình mặc mình serving vào nó không có bị tuột cái áo ra thôi. Đó, tóm lại. Size 34 nha, nhưng size 36, Made in China. Thương hiệu của Mỹ nha các bác, gia công tại China, độ mới cao nha. Độ mới cũng phải 95% đấy các bác. Rồi, cái này đẹp thì mà sao không ai chốt ta? Bữa hôm em có lên lần nè, vẫn ế các bác. Rồi, nay em bán 500 nghìn. Rồi, không lỗi lầm gì hết. Ổn hết nha. Rồi. Nó có cả cái, nó may chất lượng lắm đó các bác. Nó có cả cái đắp cái đường đáy khá là hay nha. Rồi, độ mới tầm 94.5%. Và quan trọng cái chất vải đẹp các bác. Chất vải caro nha. Rồi. Ổn hết các bác. 500 nghìn. Cái này là vòng eo nè, nếu mà em để lỏng á thì nó 90 nha các bác. Eo các bác 90 thì là được ha. Nhưng mà kéo căng ra, nhưng mà nó co giãn á thì nó kéo ra chắc tầm cỡ 95 96. 98 luôn nha các bác, thậm chí 100% thì hơi căng. Nhưng mà eo các bác từ 90 đến 96 là đẹp ha. Rồi 500 nghìn. Dài 118 nha các bác. Và ống của nó 22 ha. Rồi mã số 870. 870 nha các bác. 500 nghìn đồng. Rồi, chắc là một tiếng rồi các bác. Em lên chừng vậy thôi. Và các bác thấy ưng ý được cái nào ha thì gọi điện hoặc nhắn qua Zalo cho em 0903 145965. Em ship hàng toàn quốc nha các bác. Các bác nhớ cái mã ha, nhớ cái mã báo em thì nó sẽ đỡ bị nhầm. Và em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian suốt một tiếng qua ha theo dõi kênh Đồ Đến Mỹ. Cảm ơn tất cả các bác, hẹn gặp lại video tiếp theo vào tối ngày mai. Chúc các bác và gia đình có một buổi tối chủ nhật đầm ấm, hạnh phúc. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.